Alexis chắc chắn sẽ đảm nhận trọng trách. Vì vậy trước tiên, tôi muốn làm việc với cô ấy. Nó thường rất hung dữ, vì vậy tôi rất hồi hộp. Veda từng cố làm bị thương những con chó trên bãi biển. Nếu Veda cố bắt những con bò hay làm bị thương chúng ta có một con chó ở giới hạn đỏ. Không dễ để sửa chữa. Thật ấn tượng khi xem Veda đuổi theo mấy con bò, ngay sau khi nó nhìn thấy, cứ như thể nó đã làm điều này hàng ngàn lần rồi vậy. Đó chính là những gì chúng ta muốn nhìn thấy. Nó là con chó chăn gia súc, xuất sắc. Đối mặt với những con bò, chạy ra trước và chặn chúng lại. Bạn không thể dạy điều đó, nó là bản năng nòi giống. Sự thật là Veda chỉ muốn được chăn bò, đó là tin tốt, cho thấy rằng nó không phải là một con chó hiếu chiến. Veda bị dồn nén bực bội bởi vì nó không được hoạt động nhiều. Vì bản năng chăn dắt, nó đã đuổi theo và cắn. Tin tốt là chúng ta đã thấy vấn đề của Veda. Nếu giải tỏa được bực bội, nó sẽ không cắn. Nó muốn làm việc, đồng thời rất tiếp thu. Chịu tiếp thu có nghĩa là chịu phục tùng, nghĩa là nó không ở giai đoạn hiếu chiến. Hiếu chiến không còn là nỗi lo cho chúng ta nữa. Được rồi, một ngày tốt lành. Caesar nhận ra rằng Veda cần hoạt động vì bản năng săn bắt của nó. Người chủ có thể thực hành điều này ở nhà, hoặc là Veda tiếp tục bực bội và tiếp tục cắn.